như đây có là hồi cuối này. Thấy dòng người di chuyển khủng khiếp luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây là phát đầu tiên này các bạn. Quá đẹp luôn. Happy New Year nha. Oh.
Biển người luôn, quá trời luôn. Màn pháo hoa vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng năm mới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc tất cả mọi người có một năm nhiều niềm vui, sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Trước đây bắn pháo hoa ở khu vực dưới chân tháp Nhạn. Mọi người sau khi xem pháo hoa thì di chuyển rất là vất vả và khó khăn. Nhưng mà ra về thì pháo hoa vẫn còn này, đẹp quá. Hôm nay ban tổ chức cho người dân rất là bất ngờ luôn. Kết thúc một hồi nhưng mà hiện giờ vẫn còn bắn pháo hoa này. Người dân ra về thì tiếp tục nán lại. Wow, vẫn còn. Đợi mọi người ra về thì pháo hoa vẫn còn này mà các bạn. Không biết là nó còn nữa hay không. Wow, vẫn còn. Khá bất ngờ luôn các bạn. Bất ngờ rất nhiều người luôn. Sau khi xem pháo hoa thì tại địa điểm này mình thấy là mọi người sẽ di chuyển thuận lợi hơn. Vì rất là nhiều con đường, chúng ta dễ dàng di chuyển nha. Wow, vẫn còn. Rất là lạ luôn các bạn. Kết thúc một hồi rồi nhưng mà mình thấy hiện tại vẫn còn. Wow, vẫn còn rất đẹp nha.
rất đẹp luôn. Ban tổ chức cho người dân hết sức bất ngờ. Vẫn còn rất là dài luôn các bạn. Ban tổ chức nó là 15 phút nhưng mà mọi người chăm chắc là phải hơn 20 phút rồi. Ồ, vẫn còn luôn. Giờ mới chính thức hết rồi các bạn. Ô, vẫn còn. Ô, quá lạ luôn.